Hello anh chị khỏe không? Mình là bác sĩ Vương, Vương Optometry Channel giúp cho anh chị với mấy cháu hiểu về mắt để giữ gìn cặp mắt tốt cho một cái tương lai sáng sủa. Hôm nay mình có một cái video này rất là interesting là tại vì mình sẽ nói một cái eye drop này mình có thể là coi là magic. Nghĩ là cái eye drop này là magic hay không? Cái eye drop này là mà false FDA approved, là cho mấy cô mấy anh chị xài để khỏi cần đeo mắt kiếng. Nhưng mà cái này nó work ra sao? Nó sẽ ảnh hưởng mắt ra sao, hay là nó cost bao nhiêu tiền một chai, thì mình sẽ go into cái detail đó. Trước nhất mình thì hy vọng anh chị subscribe cái channel của mình để hiểu về. Bây giờ mình sẽ nói cái eye drop này, thì cái eye drop này kêu bằng VUITY. VUITY đó là một cái eye drop mới FDA approved hồi tháng 12/2021. Thì mình nghĩ là nhiều anh chị làm trong cái nghề mà phải cần dòm gần tỉ mỉ, rất là excited. So mình cũng có nhiều mấy cái calls, mấy anh chị hỏi mình không biết cái eye drop này có work hay không, nó ảnh hưởng ra sao, rồi nó có như bằng cái side effect á, rồi mình xài lâu có bị trở ngại gì không. So bây giờ mình sẽ nói cái eye drop này là cái gì. Ok, so cái VUITY đó là một cái eye drop, cái chất lượng ở trong cái eye drop này đó nó là 1.25% pilocarpine. Pilocarpine nó là một cái eye drop trong nghề của mắt á, mình xài cái eye drop này cho trị bệnh áp suất cao, là glaucoma. Thì cái glaucoma là một cái bệnh ở trong mắt mình, là một cái áp suất cao, là cái mắt của mình nó nhiều nước, nó làm cho cái mắt mình nó căng. Một có là cái cơ thể mình nó produce, nó đẩy nước nhiều quá, hay là cái cơ thể mình nó không có đẩy ra, rồi cái nước nó nằm trong cái mắt của mình nó nhiều quá, giống như nó căng lên cái mắt, giống như nó balloon ra, là nó sẽ đè vô cái đường máu của cái võng mạc đằng sau, là cái mấy cái blood vessel đằng sau đó, thì nó increase cái áp suất của trong mắt mình, bởi cái nó kêu bằng glaucoma là áp suất, hay là áp suất cao trong mắt, nhưng mà nó là một cái cường ướt. Thì cái thuốc này đó nhiều năm, nhiều bác sĩ hồi xưa mấy chục năm trước đưa cho bệnh nhân bị áp suất cao để cho đẩy cái áp suất của trong mắt nó xuống, để cho đừng có bị đẹp mấy cái đường máu mà mình đè hoài đó, thì một thời gian sau nó sẽ yếu và nó mất đi. Giống như mình giải thích là nếu mình có một cái ống nước, mà cái ống nước mình mở nước ra thì cái nước nó sẽ chảy xuống, thì mình sẽ tưới bông được. Nếu mà một chỗ nó bị kẹt lở, một là mình cột một cái nó, hay là nó bị đẹp bị kia bằng phu rồi nó bị xếp lở, thì cái nước nó bị căng lại một chỗ đó, thì cái nước nó không thông á, thì cái nước nó càng ngày đẩy tới một chỗ, thì cái ống nước đó nó càng ngày nó căng 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 ra, thì một ngày sau cái đường máu nó sẽ pus, nó nở ra, nó tét, nó chảy máu. Rồi trong mắt mắt mình cũng vậy, nếu mà áp suất cao quá đó thì nó sẽ xảy ra như vậy. Bởi vì mình phải cần một cái eye drop gì, một cái nước giọt vô mắt để cho nó đẩy cái áp suất xuống. So hồi xưa mình, trong nghề mình đó, là xài cái loại thuốc này là cái bằng pilocarpine. Nhưng mà tại nó nhiều side effect quá, nó có ảnh hưởng về mấy cái chuyện khác đó, thì với lại nhiều cái hãng pharmaceutical nó đẩy ra mấy cái thuốc khác đó, thì nó tốt hơn. Bởi trong nghề mình bắt đầu mình không có xài cái eye drop này nữa cho trị bệnh áp suất cao đó. So bởi vì bây giờ mình không có xài đó, nhưng bây giờ cái hãng làm ra cái thuốc VUITY đó, thì nó sử dụng cái ingredient đó, với lại nó có mấy cái ingredient khác để cho nó vô cái mắt dễ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ nói pilocarpine này hay là VUITY đó là nó work ra sao trong cái mắt của một người nào lúc mình giọt vô mắt mình. How does it work? So cái mắt của người mà xài cái thuốc VUITY đó, thì nó lúc mình giọt vô mắt mình á, thì nó sẽ làm cái con ngươi của mình á, là cái iris á, cái iris nó có cái pupil phải ở chính giữa, là cái con ngươi đó, thì nó nhọt thuốc vô nó làm cái iris, là cái tròng đen của mình á, nó nhỏ lại. Rồi lúc mà mình nhìn cái gì mà nó nhỏ lại, giống như mình nói là một cái camera, nó cái hình cái kia bằng cái hình nó lớn ra phải không, thì lúc mà mình nhìn mình phải chăm chú á, thì cái mắt mình phải chăm chú vô, giống như cái camera nó phải zoom vô. Thì cái thuốc này đó lúc mà mình giọt vô mắt mình á, thì nó sẽ làm cái con ngươi của mình, cái con ngươi nó nhỏ lại. Thì lúc mà nó nhỏ lại thì mình chăm chú dòm gần được. So that's why cái mình xài cái thuốc này á, VUITY đó, mình sẽ dòm gần rõ. Đó là so how that's how it works. Okay. So giờ mình sẽ nói nó how long does it take for it to become effective, là mình take for it to become effective là mình
mới sử dụng cái thuốc này mình phải đợi bao lâu mình mới bắt đầu mình dần dần được rõ. So lúc mình dò cái thuốc vô mắt mình á, thì trong mấy cái research á, mấy người mà bệnh nhân khác xài sử dụng này á, thì nhiều bệnh nhân xong mình người ta mới nói là eye drop này vô mắt á, mình phải đợi cỡ 15 phút mình mới bắt đầu mình thấy cái effect, mình mới thấy cái hiệu quả, là mình có thấy là cái đó nó work hay không đó, là cỡ 15 phút bắt đầu người đó sẽ dần rõ thêm. Ok, that's mình phải đợi 15 phút rồi mình mới thấy dần rõ được. Nào bây giờ mình hỏi cái câu, nhiều bệnh nhân hỏi cái câu là mình xài cái eye drop này mình dần rõ được bao lâu. Theo mấy cái research mấy người xài đó thì mình sẽ dần rõ được tới 6 tiếng, cỡ 4 tới 6 tiếng hay là lâu hơn tùy theo mỗi người mỗi mắt khác. Bây giờ mình sẽ cho coi cái sơ sơ thôi, nói là mỗi người mỗi khác. Cái mắt mình á, nếu mà xài cái VUT đó nó sẽ rõ được hai hàng. So nếu bây giờ mình dòm cái hàng này đi, cái hàng này đi thì mình sẽ xài, sau mình xài cái VUT eye drop nó sẽ rõ thêm hai hàng. So giống như bây giờ mình dòm 20-100 thì nó cái hàng nó sẽ nhỏ thêm tí xíu, thì 20-40, 20-50 cái chữ nó nhỏ lỡ. Bây giờ mình nói là cái eye drop này nó chốt cho người nào. So mình phải hiểu đó là cái eye drop này đó nó nói là nó giúp cho mấy người mới bị lão thị, là presbyopia. So mình nói mới bị là bắt đầu là mấy tuổi, thường thường mình nói là cỡ 40. So nó range little bit different mỗi người, cái mắt mỗi khác. So cỡ mình 38 tuổi bắt đầu mình dòm mờ đi, thì mình xài cái mắt kiến đọc đó cộng 1 mình mới dòm rõ được, thì mình là giống như bắt đầu mình bị lão thị. Thì cái đó là beginning của bắt đầu bị lão thị đó. Với cái người 45-50 tuổi thì tùy theo có người đó cũng xài một độ viễn là plus one reading glasses đó, cũng dòm rõ nữa. Số cái người 38-40 tuổi có thể sử dụng cái mắt kiến có một độ rưỡi đi, hay là cái người 50 tuổi có thể xài cũng có một cần cái một độ cộng plus one hay là tới 150 đó. Thì cái người đó thì cái lão thị đó đó, cái độ nó thấp VUT này nó sẽ giúp cho người đó dòm rõ được. Nhưng mà nếu bây giờ mình là 50 tuổi mà mình phải cần cái mắt kính 2 độ rưỡi cộng 2 độ rưỡi đọc á, thì cái VUT nó không có work as well, là tại vì mình cái mắt mình lão nhiều quá rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái mắt mình lão ít á, thì mình có thể thấy cái nó giúp cho mình dòm rõ được nữa, dòm rõ được 2-3 hàng. That's how cái bằng nó giúp cho ai được. Nhưng mà mình phải biết là nếu mình độ cao quá đó thì có thể mình không có thấy nó giúp cho mình được. Là cái thuốc này nó chỉ có giúp cho cái người mà bị, mấy người mà bị lão thị độ thấp, đừng có cao quá. Còn nếu bây giờ mình 70 tuổi mà mình xài cái reading glasses á, cái mắt kính đọc tới 3 độ đó, thì có thể mình xài cái VUT mình không có thấy effective lắm. So bởi vì mỗi người mỗi khác, xong nếu mình muốn xài đó mình phải biết cái response đó, là cái nó giúp cho mình tới cách nào. Đó là cái VUT cho cái tuổi với lỡ nó last bao lâu. Bây giờ mình sẽ nói là cái cost của cái eye drop này. Cái cost của eye drop này đó là nó là cỡ, nó là 79 đồng một chai, mình sử dụng được một tháng. So nhưng mà mình không phải là mình đi pharmacy mình mua được, mình phải cần một người bác sĩ mắt đi cái thuốc đưa cái toy cho mình rồi mình mới đi bắt đầu mua. Thì mỗi lần mà mình khám xong, tại vì bác sĩ phải biết mình khỏe hay không mình mới xài được thuốc này. Nhiều khi mình có ảnh hưởng có chuyện khác thì mình không có kêu bằng không có an toàn xài cái thuốc này được. Tại như hồi nãy mình có mention đó là cái thuốc này nó cũng có ảnh hưởng cái chuyện khác. Nếu mà cái mắt của mình á, cái võng mạc của mình nó đằng sau nó yếu đó, thì mình xài cái thuốc này á, nó có thể ảnh hưởng cho cái mắt mình nó yếu thêm nữa. Tại vì cái mắt, cái thuốc này nó có cái bằng cái side effect là nó làm cho cái võng mạc đằng sau yếu. Đó, so nhiều người xài cái này đó, thì nếu mà có trở ngại gì thì mình đề nghị, mình ở đây là không phải là đưa cái medical advice hay là recommendation, nhưng mà mình phải nên trở lại bác sĩ mà đưa cái thuốc đó cho mình đó, mình nói chuyện với bác sĩ đó để cho cái người đó giúp cho mình kỹ lưỡng hơn. Nào, cái side effect nãy giờ mình nói đó thì mình nói từ đầu tới sau. Ok, so basically đó là lúc mà mình xài cái eye drop vô mắt mình đó, nhiều người thấy nó burn like crazy, nó rát lắm. So có người thì thấy không có rát, có người thì thấy khó chịu. Đó, so có người đó, cái side effect nó có thể làm cho cái bằng cái con ngươi của mình á, giống như bây giờ con ngươi của mình là màu nâu đi, có thể làm cái con ngươi của mình nó màu khác, nó lợt tí xíu.
Rồi nếu mà giờ nói vô cái đằng sau cái mắt đó, là cái đường máu đằng sau là cái võng mạc đó, nó có thể ảnh hưởng cái võng mạc đằng sau có trở ngại nữa. So bởi vậy trước khi mình xài cái thuốc này mình phải consider, rồi phải có khám mắt với bác sĩ coi mình hạp không, hay là mình thấy cái này có đáng cho mình làm xài cái thuốc này đó. So nó khi bằng nó có benefit enough thì cái benefit out weight the risk, là giống như mình thấy cái này mình hưởng được nhiều hơn, rồi cái mà mình ảnh hưởng trở ngại đó ít hơn đó, thì mình cứ nên xài. Hay là lý do gì tại sao mình phải xài cái thuốc này đó. So mình hy vọng là cái information mình đưa là giúp cho anh chị hiểu chút xíu về cái VUT này. Tại vì nhiều người hỏi nhưng mà nhiều người thắc mắc không biết nên xài hay không, hay là có trở ngại gì. Mình hy vọng anh chị nào mà có xài qua VUT đó, viết cho mình ở dưới cái comment below, xài nó có ảnh hưởng gì không, có bị rát, bị ngứa, bị đỏ, bị sưng, hay là có gì trở ngại không, hay là không có trở ngại tới rồi rất là thích xài cái thuốc này, hay là không có thích xài rất là khó chịu. So viết cho mình cái ý kiến để mình share với mấy anh chị khác. Mình sẽ chia sẻ at the end of video chút xíu. Mình sẽ bỏ mấy cái comment của mấy người bác sĩ mình nói chuyện với nhau đó, mấy cái comment, cái ý kiến của người bác sĩ mắt, nên mình nên đưa cho bệnh nhân mấy cái thuốc này hay không, hay là chính mình nên xài hay không, hay mình xài mình có trở ngại hay không. So cái comment đó mình chút xíu mình sẽ share at the end để cho anh chị đọc. So mình hy vọng cái video này has help giúp cho anh chị hiểu về cái VUT. Chính mình á, thì mình cũng chia sẻ cái ý kiến của mình, hay là cái feeling của mình, cái opinion của mình. Tại vì mình là cận thị, 3 độ cận thị hồi xưa, giờ mình làm cái phương pháp AuthoK đó, thì mình đeo buổi tối sáng mình lấy ra mình khỏi đeo mắt kính xa với gần. So bởi vì sao mình đeo cái phương pháp AuthoK cũng cỡ 20 mấy năm rồi đó, thì cái mắt mình nó trở lại bình thường, mình không có dòm mờ xa mà gần mình cũng dòm gần được luôn, mình dòm rõ được luôn. So cái lý do đó đó là mình ngồi đây mình không có nói là mình try cái VUT được, là tại vì nếu mình try cái VUT vô mắt mình đó, mình cũng không có thấy nó rõ hơn, là tại vì chính mình bây giờ cũng còn dòm còn rõ. So mình không có try được. Nhưng mình có nói chuyện với mấy người bạn bác sĩ, mấy người bác sĩ đó cũng 40 mấy 50 tuổi, có try thử thì thấy nó cũng như nãy mình mention, là nó sẽ improve hai hàng rõ thêm lúc mà người đó đọc, mà dòm xa thì không có ảnh hưởng gì. So mình nói hai hàng đó là mình nói là cái hàng từ đây qua bên đây, giống như từ ngay đây thì nó sẽ rõ thêm hai hàng xuống. So nó có đáng xài cái thuốc này hay không, mỗi tháng mình phải consider cost 80 đồng một tháng. So that's my opinion. Chính mình thì mình không có xài, nhưng mà mình cũng muốn được information. Nhưng mà anh chị có thắc mắc gì hy vọng viết cái comment below rồi mình sẽ trả lời, rồi mình chia sẻ với nhau cái ý kiến về cái eye drop này nó magic hay không. Với lại một cái nữa là just to mention for interesting case mình find out đó là ở trên Facebook nó có một cái support group cho beauty. Nếu mà anh chị muốn vô Facebook bấm Beauty Support Group, nó cũng có mấy cái người đưa mấy cái kia bằng their opinion, là chia sẻ mấy cái đường đi xài cái đó sao, có trở ngại gì. So để cho anh chị trước khi consider xài cái thuốc này có thể đọc mấy cái experience của người ta, cái mấy cái đường của người ta đi qua, có coi cho mình hiểu được trước khi mình xài cái thuốc này cho mình. So with this mình hy vọng cái video mình has help, đưa cho value, đưa cho hiểu về cái eye drop beauty. Nếu mà anh chị có thắc mắc gì cứ leave a comment below trong cái video này để mình trả lời, rồi mình giúp anh chị một ngày vui vẻ với bên gia đình. Cảm ơn rất nhiều, nhớ subscribe và share cái video này. Take care, bye.